Hyggeligt. Hai đứa bà lanh bát nên bắt lúc đó phải làm điểm rank. Ờ. Bây giờ thì cần phải làm con Janus nữa. Chắc là thế thật đấy. Lại bố sao tiếp. Ủ ra ta luôn này. Vãi chửi ra ta 5 sao ạ. Thế à? Lờ mau. Giờ hơi nhỉ. Thôi kệ, không sao. Đại bố sao. Làm hẳn X2 luôn đi. À thì khác, à thì khác, à thì khác.